Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá. Ôi là trời, các bạn ơi, giai điệu quen thuộc lôi cuốn cực mạnh này đã khiến cho biết bao nhiêu trẻ em trên khắp thế giới phải phát cuồng. Còn người lớn của chúng ta thì phải ám ảnh thật sự, đúng không cả nhà? Gia đình cá mập trong đây thì là dễ thương, thế nhưng mà ngoài đời thì ai ai cũng hiểu rồi đấy, đúng không? Sợ chết khiếp luôn hả chứ? Và bởi vì chúng ta đều biết rằng cá mập là những sinh vật nguy hiểm nhất trái đất mà, sát thủ bên dưới đại dương là đây. Mặc dù số người chết vì tai nạn giao thông hay là bị trái dừa rớt vào đầu còn nhiều hơn cả số lần cá mập tấn công, thì chúng ta vẫn không thể nào tránh được cái nỗi sợ hãi về loài cá mập, phải không? Mà loài cá mập thì cũng có muôn màu muôn vẻ, đa chủng loại lắm nha mọi người. Vậy thì trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng với tụi tôi đi tìm hiểu 10 loài cá mập đáng sợ và nguy hiểm nhất dưới đáy đại dương ngay và luôn nha. Nhất, cá nhám phơi nắng. Úi dồi ôi, cớ làm sao mà cái miệng của nó lại to khủng bố như thế này hả trời? Các bạn thân mến, đây cũng là một trong hai lý do mà cá nhám phơi nắng là kẻ cực kỳ đáng sợ. Còn lý do còn lại là vì nó lớn thứ hai, chỉ sau loài cá voi thôi đấy. Vâng, với cái miệng vĩ đại như thế này, cá nhám sẽ hút linh hồn bạn lìa khỏi xác liền, hoặc là cũng có thể sẽ nuốt trọn cả cơ thể của các bạn luôn. Thực sự nha, gặp con cá mập mồm há to như thế này chắc là khó người cũng phải lên cơn nhồi máu cơ tim đó chứ. May mắn là chúng không tấn công con người đâu, cũng không phải là loài hung hãn gì đâu nha. Nhưng tại sao nó lại luôn mở rộng cái miệng như thế kia? Bởi vì cá mập nhám là loài ăn hút, cho nên á chúng mở miệng để hút toàn bộ thức ăn vào trong bụng. Trời ơi, trông giống như một cái túi khổng lồ vậy đó cả nhà. Và đây là loài cá mập khiến cho con người khiếp sợ vì cái vẻ bề ngoài ghê rợn hơn cả tính nết của tụi nó luôn. Tiếp theo là một con cá mập với hình dáng kỳ quặc mà bạn sẽ phải thốt lên eo kinh vãi, xem nhá. Thứ hai, cá mập Cookie Cutter. Nghe cái tên thì có vẻ dễ thương ha, cookie đồ ha. Đấy, thế nhưng mà khi nhìn vào cái ngoại hình kinh dị này đi các bạn sẽ phải cầm nín liền. Vâng, cá mập Cookie Cutter hay còn gọi là cá mập cắt bánh là một trong số những thành viên có kích thước khiêm tốn nhất trong họ hàng nhà cá mập. Có khi cùng bố khác ông nội cũng nên, nhưng trông nhỏ bé thế thôi nha. Chứ về cái độ hung hãn thì bất cần đời thì Cookie Cutter đứng thứ hai, không ai đứng vị trí số 1 được đâu. Cá mập cắt bánh thường ở độ sâu tới 3,7 km, dài từ 42 cho đến 56 cm. Chúng có thân hình trụ dài màu nâu sẫm, mõm ngắn, cùn, hai con mắt thì to trâu trố, hai hàm răng nhọn hoắt sắc lẻm như là những chiếc răng cưa luôn. Tuy là không được đồ sộ như các anh em bạn gì của tụi nó, thế nhưng bù lại tạo hóa lại ban cho Cookie Cutter một sự kinh tởm tột độ. Vâng, những cú táp của nó được ví như những vết cắt bánh sâu hoắm luôn, có thể dứt từng miếng thịt trên cơ thể của các loài sinh vật, ngay cả con người. Mỗi cú cắn của nó sẽ dẫn đến cái chết gần hơn, chẳng khác gì là việc là bị quái vật ăn sống hết trơn á. Quái thú nhỏ nhắn đáng sợ này cũng được biết là từng cắn tàu ngầm, cắn luôn cái dây cáp dưới nước. Đúng là một sinh vật thực sự khủng khiếp đúng không các bạn? Không lời nào có thể diễn tả được luôn, cái gì cũng cắn hết. Loài cá mập tiếp theo sẽ khiến các bạn phải bất ngờ lắm đây. Theo các bạn, đó là loài cá mập gì đây? Cá mập mang xếp. Thật là kỳ lạ đúng không? Nhưng mà cá mập mang xếp trông giống như một con lươn khổng lồ dài khoảng 1,5 m, hơn là một con cá mập bình thường phải không các bạn? Nhưng mà tại sao nó lại được xếp vào hàng ngũ cá mập vậy ta? Bởi vì á, cá mập nhám mang xếp có 300 chiếc răng, mà mỗi cái răng lại có 3 đỉnh sắc nhọn như cây đinh ba, xiên chết mọi sinh vật vậy đó. Có nghĩa là cá mập mang xếp có tất thảy là 900 đỉnh sắc nhọn ở trong miệng, không khác gì một cỗ máy nghiền thịt luôn, có thể xé nát con mồi thành những mảnh nhỏ nha. Nếu như bạn không may bị cá mập mang xếp cắn nhẹ một cái thì ôi nó thôn, bạn sẽ lãnh đủ hậu quả cực kỳ nghiêm trọng luôn đấy. Tuy nhiên thì có một điều rất là may mắn là chúng sống sâu dưới đại dương, cho nên rất hiếm khi tấn công con người lắm. Một điều bất ngờ và đặc biệt hơn nữa nè, đó chính là cá mập mang xếp có 6 cái mang. Và tương tự như là các loài cá mập thời nguyên thủy đã tồn tại cách đây đến 800 triệu năm về trước đấy mọi người. Với ngoại hình y chang tổ tiên, gia phả từ nghìn đời trước như vậy, cá mập nhám còn được gọi là hóa thạch sống nha các bạn. Tiếp theo là một loài cá mập như bước ra từ bộ phim kinh dị luôn, cùng tôi xem nhé. Từ cá mập chiêu tinh. Ôi không, tôi thề nha, tôi thề thiệt là nhìn hình ảnh của con sinh vật này nè mọi người, trông giống như là một loài đến từ hành tinh khác chứ không thuộc về cái trái đất này đâu. Nhưng thì là không.
Vô. Thứ năm, cá mập thiên thần. Không biết ai đã đặt tên cho cái loại cá mập này vậy trời, trong cái mặt nó giống như thiên thần không cả nhà. Cứ như thể nó đang là thù oán với cả cái thế giới này hay sao á. Có thể các bạn không nhận ra được rằng mình đang đối đầu với một con cá mập khi lần đầu tiên gặp nó đâu. Cá mập thiên thần trông giống với một con cá đuối với cơ thể dẹt, to lớn. Chúng thường có chiều dài lên tới 1,2m. Mặc dù bé nhỏ hơn các loại cá mập khác, thế nhưng mà cá mập dẹt vẫn khiến cho nhiều người phải sợ vì vẻ bên ngoài của chúng. Với cơ thể dẹt đặc biệt như vậy, loài cá này có thể rình rập con mồi bằng cách là nằm trên tảng đá hoặc là nằm bẹt sát dưới đáy đại dương luôn. Chúng ngụy trang lốm đốm y hệt như cá thường, san hô hay là tảng đá vậy đó. Và thậm chí nha, còn có cơ thể ẩn mình dưới lớp cát nè và lớp bùn mỏng nữa cơ đấy. Và nếu như mà cá mập thiên thần mà nó có tiếp cận á các bạn, thì bạn thậm chí còn không thể nhận ra cho đến khi tận khi cái chân của bạn nằm gọn trong hàm của nó. Loài cá này rất thích chơi trò nha. Thứ bảy, cá mập trắng. Không biết là ở đây có bạn nào đã từng xem bộ phim Hàm Cá Mập chưa ta? Và sau khi xem bộ phim này xong, các bạn cảm thấy như thế nào? Comment chia sẻ ngay xuống bên dưới cho mọi người cùng xem với coi. Cá mập trắng á các bạn hay được gọi với những cái tên như là cá chết trắng nè, mũi kim trắng, được xem là loài cá mập đáng sợ nhất mọi thời đại, là nguồn cảm hứng cho các bộ phim thảm họa về cá mập đó. Đôi mắt nham hiểm, lạnh lùng, vô hồn, lại còn cộng thêm cả bộ răng nhọn hoắt nhe nhe ra, đã đủ để trấn áp tinh thần, mang đến nỗi kinh hoàng nhất cho bất cứ loài sinh vật nào, ngay cả con người chúng ta luôn. Một con cá mập trắng có thể dài tới 6,4m. Một số báo cáo còn công bố rằng nha, loài cá mập này có thể dài tới 8m, nặng 3.324 kg. Với sức mạnh và kích thước khổng lồ như thế này, cá mập trắng không hề có kẻ thù nào khác ngoài cá voi sát thủ cả. Trong suốt lịch sử thì đã ghi nhận tới 314 cuộc tấn công con người của cá mập trắng. Con số này đã đủ khẳng định về bản năng sát thủ số 1 của cá mập trắng rồi. Và nếu như đụng độ với loài cá này thì bạn phải là một nhà vô địch thế giới về bơi lội thì may ra còn đường mà thoát thân. Tiếp theo, một loài cá mập mang trong mình một vũ khí nguy hiểm lắm nha mọi người. Cá mập cưa mũi dài. Mang trong mình một cái cưa gắn liền với cơ thể, chúng ta cũng đủ hiểu loài cá mập này không phải là sinh vật dễ thương ngoan ngoãn gì rồi nha. Đây là loài cá mập được đặt tên theo cái mũi dẹt, có đường viền răng sắc nhọn giống như một lưỡi cưa. Cơ thể chúng có màu nâu vàng với các đốm, có râu và những tua để mà tìm kiếm các con mồi ẩn náu dưới đáy biển á. Cá mập cưa có thể dài tới 1,5m, cơ mà chủ yếu toàn là phần mũi có đầy răng nhọn hoắt thôi, chiếm đến 1/3 trọng lượng cơ thể luôn. Với cái lưỡi cưa sắc như dao như vậy, khi mà tìm thấy con mồi thì nó sẽ đảo qua đảo lại chiếc mũi xung quanh để làm bị thương hoặc là đâm xuyên qua thân nạn nhân kém may mắn. Con cá mập sau đó sẽ lắc mạnh cơ thể cho tới khi con mồi bị rơi ra khỏi chiếc mũi nhiều răng của nó, sau đó hút con mồi vào miệng và nhai nát bằng răng nhọn. Khủng khiếp đúng không các bạn ơi? Tiếp theo nha, tôi giới thiệu với mọi người một con cá mập đích thị là sát thủ dưới đáy đại dương luôn nè. Thứ 9, cá mập hổ. Cá mập hổ được đặt tên theo một trong những loài thú ăn thịt lớn nhất trên đất liền. Vâng, còn hổ. Cả hai đều là những tay săn tuyệt vời và điêu luyện đúng không? Đây cũng là loài cá nằm trong top loài cá mập nặng nhất thế giới, có kích thước trung bình 3,25m, nặng từ 400 cho đến 909 kg. Chúng sống nhiều ở khu vực đại dương nhiệt đới và ôn đới khắp thế giới, đặc biệt là xung quanh các hòn đảo Trung Thái Bình Dương. Cá mập hổ không ngán bố con thằng nào hết trơn. Chúng ăn thịt, ăn hầu hết mọi thứ, ngay cả các thanh kim loại ăn luôn. Và chính điều này đã biến chúng thành một đe dọa lớn đối với con người. Thực tế thì trong lịch sử đã ghi nhận có 111 cuộc tấn công của cá mập hổ với con người mà không cần biết lý do gì hết. Chúng đói là sẽ tấn công thôi. Chính vì thế tốt nhất là nên tránh xa con cá mập hổ nha. Còn nếu không tránh kịp thì chỉ buồn vì bạn đã nằm trong bụng của nó rồi. Và sau cùng giới thiệu các bạn một con cá mập cực kỳ đặc biệt nằm cuối danh sách ngày hôm nay nha. Thứ 10, cá mập miệng rộng.
Thực sự các bạn ơi, cái miệng rộng ngoác đến hàng trăm mét là đặc điểm đúng như tên gọi của loài cá mập này luôn. Cá mập miệng rộng là loài sinh vật cực kỳ hiếm, thường chỉ sống ở các vùng biển sâu thẳm như là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương thôi. Người ta chỉ nhìn thấy tổng cộng có 55 lần nhìn thấy cá mập miệng rộng thôi nha. Nổi bật bật nhớ trên cơ thể của chúng là cái đầu to bự, miệng rộng khoảng 550 mét, đôi môi thì ta nói hả vừa dày vừa dai như là cao su. Đặc biệt cái miệng rộng còn có khả năng phát sáng để hấp dẫn các sinh vật phù du khác nữa chứ. Ê, thử tưởng tượng khi mà các bạn lặn dưới biển và phát hiện ra một con cá mập phát sáng với cái miệng khổng lồ đầy răng lù lù tiến về phía các bạn như thế này, sợ vãi cả ra quần chứ không đùa đúng không? Nhưng may mắn đây là loài cá ăn hút nha, nghĩa là nếu tránh xa cái mồm miệng rộng của nó thì bạn được an toàn vậy thôi. Các bạn thân mến, trên đây là 10 loài cá mập nguy hiểm và đáng sợ nhất dưới đáy đại dương mà tôi và các bạn đã cùng nhau khám phá rồi đấy. Tạm dừng các bạn nha. Các bạn ấn tượng với loài cá mập nào nhất nè? Comment để cho tôi được biết nha. Đừng quên like, share, subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và những video thú vị nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Hẹn gặp lại ở các video sau các bạn nha. Bye bye. Những bạn nào thích trải nghiệm, muốn khám phá thêm thật là nhiều điều thú vị và kỳ lạ từ Đông Tây Kim Cổ tới khắp các quốc gia trên thế giới thì hãy nhanh tay đăng ký theo dõi kênh Nghiện Khám Phá của chúng mình ngay và luôn nhé. Có rất là nhiều điều mới mẹ đang chờ đợi các bạn đấy. Vô luôn nào.